xác hơn. Đường chuyền bằng đầu của Nghiêm Xuân Tú. Tỷ số được rút ngắn 1-2 cho Thanh Quảng Ninh. Chúng ta vừa nhắc đến bản lĩnh của đội bóng đất mỏ và ngay lập tức họ đã trở lại. Nghiêm Xuân Tú không phải là người tạt bóng bằng chân như thường lệ, mà sự khôn khéo trong tình huống di chuyển đã giúp cho cầu thủ chạy cánh của Thanh Quảng Ninh thực hiện một đường chuyền bằng đầu, và khoảng trống trước mặt của Koyasi đã được tận dụng một cách xuất sắc với cú đệm bóng nhanh. Đó là một thoáng thiếu tập trung của hàng thủ bên phía Viettel. Và khoảng cách chơi đội được rút ngắn xuống chỉ còn là một bàn, khiến cho trận đấu sẽ trở nên kịch tính hơn.